Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đi viếng một ngôi chùa ở vùng quê huyện cái nước Cà Mau nha. Ngôi chùa này thì có tên là chùa Mỹ Cổ. Ở đây là ấp Nhà Vi, xã Trần Thới, huyện cái nước. Ở đây thì cách thị trấn cái nước cũng không xa lắm, khoảng chừng 4 cây số. Còn tính từ trung tâm thành phố Cà Mau đến đây thì cũng khoảng chừng 35 km nha. Ở đây thì chánh gốc là một vùng quê luôn nha. Trước năm 2000 thì ở đây làm ruộng, còn hiện tại thì nuôi trồng thủy sản. Còn trước năm 75 thì ở vùng đất này rất là hiểm trở, chỉ có đi bằng xuồng thôi chứ còn không có đường lộ để mà đi nha. Cầu chùa Mỹ Cổ. Từ ở ngoài đường lộ lớn mà đi vào đây thì hai bên đường kênh đều đi được hết nha. Ở bên này thì đường lộ 1,5 m, còn ở phía bên chùa thì đường lộ 3 m sẽ dễ đi hơn. Sông nước Cà Mau. Con sông này thì có tên gọi là Lung Đường Chùa nha. Gọi tắt thì Lung Chùa. Trong thời gian sau này thì sáng nó múc rộng ra cho nên có cái tên mới là Kênh Chùa nha các nhà. Về địa danh tên Kênh Chùa này thì đã có từ lâu đời nha. Tại vì là ngôi chùa Mỹ Cổ này là có mặt ở đây từ thế kỷ 18, được xác định là một ngôi chùa có tuổi đời hơn 300 năm tuổi. Còn ở cách đây khoảng chừng 10 km thì cũng có một ngôi chùa rất là đẹp, có tên là chùa Quan Phước nha, thuộc về địa phận của xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân. Nhìn vào bên trong thấy có tượng Phật nằm đẹp quá trời cả nhà. Ở chùa Quan Phước thì có tôn tượng Quan Thế Âm đứng trên thân của một con rồng có chiều dài lên đến 99 m. Cũng là một tôn tượng Quan Thế Âm là đẹp nhất so với các chùa ở Cà Mau. Mấy chú tiểu trồng được một ít bắp cải thiện đời sống. Bắp trồng thưa thưa đây, trái to to không à. Ấp Nhà Vi, xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Ở cổng tam quan này thì hai bên cổng phụ có hai dòng chữ là Duy Tệ Thị Nghiệp. Mình đến cũng nhiều ngôi chùa Phật mà chỉ thấy có dòng chữ ở ngôi chùa này thì hơi hơi lạ lạ. Bây từ Duy Tệ Thị Nghiệp thì ý nói về là những người đi tu thì cũng phải có một tư duy về sự nghiệp mới có thể trở thành là người chân tu nha. Chúng ta bước vào bên trong cổng thì sẽ tiếp cận với khu chính điện trước nha. Tượng này là mẹ Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát là một biểu tượng tâm linh cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh. Có mấy cây nhãn trồng trong chậu nhỏ nhỏ không mà cho bông trái quá trời luôn nha. Nhãn ở miền Tây thì sẽ trổ bông vào tháng 4 nha. Còn mùa chín gộ thu hoạch thì vào khoảng tháng 7, tháng 8 nha. Ở một vùng nông thôn mà có được một nơi sinh hoạt tâm linh cộng đồng được xây dựng khang trang rộng rãi như thế này là quá quý rồi cả nhà. Ở vùng này thì dân cư nó rất là thưa thớt, cho nên người đến viếng chùa không có đông đúc như ở đô thị lớn nữa. Ở bên phía tay trái của chính điện thì thờ năm vị ngũ hành nha. Năm vị ngũ hành này là ngũ hành nương nương. Năm mẹ ngũ hành này là tượng trưng cho năm nguyên tố kim mộc thủy thổ hỏa. Mỗi một nguyên tố thì có một đặc tính riêng nha. Sự giao hòa giữa năm nguyên tố này thì mọi vạn vật trên hành tinh này mới có thể tồn tại được. Ở bên này là bảng giải sâm, mình xin sâm số nào thì tự vào đây để mà xem nha cả nhà. Theo phong tục của người miền Tây thì thờ năm bà mẹ này để phù hộ độ mạng cho con người và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu nha. Còn hình tượng này thì nói về sự tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với năm anh em của Kiều Trần Như nha.
Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi truyền pháp luân cho năm anh em. Năm anh em của Kiều Trần Như thì cũng là những người đầu tiên của tăng đoàn do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyển dụng. Mình cũng đến với nhiều nơi chùa Phật mà mỗi một nơi thì đều có sự sắp đặt thờ phượng khác nhau nha. Còn ở bên trong này là tượng Phật nằm Thích Ca Mâu Ni. Tượng này thì cũng rất là lớn, có chiều dài cũng khoảng chừng 15 mét. Hình tượng về Phật nằm này thì nói về thời điểm Đức Phật đang nhập Niết Bàn nha. Theo sử sách ghi lại thì đúng vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Cho nên hiện nay là các ngôi chùa Phật thường hay tổ chức đại lễ Phật Thích Ca Mâu Ni vào tháng 2 hàng năm. Đi lòng vòng thấy căn nhà chính điện thì đóng cửa hết mà không biết có vào bên trong được không. Có hai em cũng đang canh giữ cửa ải. Về hình tượng những loài động vật mà canh giữ cửa ải như là sư tử, ong lân hay là những chú chó như thế này thì cũng được. Tại vì những hình ảnh này nó không có liên quan đến vấn đề bên Phật giáo. Bồ Tát Di Lặc thì tượng trưng cho phúc lộc thọ cho nên lúc nào cũng có một nụ cười thật là tươi nha. Thường thường thì hình tượng của Phật Di Lặc thì cũng đi song song với năm đứa trẻ như Tiểu Đồng, Tiểu Phúc, Tiểu Quỷ. Còn ở đây thì không có khắc họa về hình ảnh này nha. Phật Bồ Tát Di Lặc thì cũng là một trong bốn vị Phật nối ngôi Thích Ca Mâu Ni. À, nhìn thấy chính điện đóng cửa hết, không có vào bên trong được. Mình sẽ đi qua Tam Bảo thắp nhang thì cũng được cả nhà. Cửa chính điện phá lại hết rồi, mình sẽ đi lòng vòng bên ngoài ngắm cảnh thư giãn. Vòng vòng xung quanh chùa thì tất cả đều là vuông tôm của dân cả nhà. Thế này cũng la lợp nhà nhiều quá. Mấy chú tiểu ở đây thì cũng trồng rất là nhiều rau củ quả để mà cải thiện đời sống. Nhìn thấy ở bên đây có một cây chuối chỗ hoài là quá dài luôn cả nhà. Và chuối này cỡ 1,5 m, hơn 100 nải luôn. Quá trời. Mình cũng mới có tận mắt là nhìn thấy một quầy chuối mà dài nhất lần đầu tiên luôn nha. Theo mình biết thì cũng có nhiều nơi có những cây chuối nó chỗ hoài như thế này. Theo mình nghĩ thì cũng là một cái giống chuối riêng. Chứ những cây chuối bình thường thì không thể chỗ hoài như thế này. Bắp còn rất to luôn, có thể là cho còn rất nhiều nải nữa. Ở trong chùa này thì vắng quá, không có gặp ai để mình hỏi về cây chuối này thử. Còn ở phía bên này thì tái hiện lại khu vườn Ngự Quyển Lâm Tỳ Ni. Từ bên chánh điện mà đi sang qua Tam Bảo thì phải đi qua một chiếc cầu nhỏ nhỏ như thế này. Phía trước mặt đó là Tam Bảo cả nhà. Theo sử sách ghi nhận thì khu vườn Ngự Quyển Lâm Tỳ Ni này mà ngày xưa hoàng hậu Mahamaya đi ngang qua đây và đã chuyển dạ và hạ sanh ra Đức Phật.
Ở chùa này tái hiện lại khu vườn ngự quyển Lâm Kỳ Ni này, nhìn thấy cũng rất là chi tiết và đầy đủ luôn. Hình ảnh minh họa này thì gồm có là Hoàng hậu Mahamaya cùng với những người hầu và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thời nhỏ nha. Khi Đức Phật mới bước đi 7 bước đầu tiên thì ở dưới 7 dấu chân sẽ nở ra 7 đóa hoa sen. Nhìn thấy ở đây thì có mấy tháp hài cốt nhỏ nhỏ mà chắc là hài cốt của các vị thầy chủ trì nhà chùa ở các thế hệ trước đó. Không có thấy bản ghi chú. Ở phía bên tay mặt của sân chánh điện thì có thờ miếu Thổ Thần. Theo phong tục thì đi đến các đình chùa Việt Nam đều có nhìn thấy thờ về vị thần này. Này thì gọi là thổ thần hay thổ địa thì cũng được nha. Nhiều nơi thì gọi là thần đất, là hậu thổ xã thần hoặc là xã công. Thờ với nội dung chung chung là cầu cho mưa thuận gió hòa, là sản xuất trong nông nghiệp thì luôn được mùa vụ. Còn tượng này là Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Còn ở phía trên thì có một ông mãng xà đang che mưa che nắng cho Đức Phật. Nhìn chung về khuôn viên của ngôi chùa này thì về mặt môi trường cây xanh thì rất là tốt. Mình sẽ đi hết các ngõ hẻm trong khuôn viên ngôi chùa này cho cả nhà xem. Ở cặp bên Tam Bảo thì có một tháp hài cốt rất là lớn nha. Này nhìn thấy là chữ Tàu không, không có chữ Việt ngữ nha. Ở phía đằng sau của hậu chùa thì có tượng Phật Quan Thế Âm Thỉnh Mẹ Nam Hải. Mình sẽ trở ra bên ngoài và đi vào Tam Bảo để thắp hương. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại video sau.